Thì bây giờ tụi mình đang có mặt trên xe để mà đi tới thành phố Tây Ninh, mang đến cho các bạn những cái chiếc xe của những anh em tâm huyết và ước mơ của Phương là đi hết mọi miền đất nước này, mang rất là nhiều những chiếc xe tâm huyết đó đến rộng rãi anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn chiếc xe đó coi như thế nào nha. Và Phương đang có mặt tại số 261 ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, để giới thiệu cho các bạn một cái racing shop với rất nhiều những cái chiếc xe độ rất là đẹp. Và nếu các bạn có nhu cầu về đồ chơi xe ở khu vực xã Tân Lập thì các bạn có thể ghé Đạt Racing Shop ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn về những chiếc xe Đạt mang đến ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đem những cái con xe này ra một cái background thật là đẹp thì Phương muốn giới thiệu Đạt đến anh em. Và nếu các bạn có nhu cầu đồ chơi xe thì các bạn có thể liên hệ Nguyễn Thành Đạt ha. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn phía bên trong một chút xíu nè. Đó, các bạn thấy được là khu vực này là khu vực Đạt trưng bày những cái món đồ chơi xe. Và nếu các bạn có nhu cầu về đồ chơi xe thì các bạn hãy liên hệ Facebook Nguyễn Thành Đạt ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đem những chiếc xe đó ra một background thật là đẹp và mang đến cho các bạn tất cả chi tiết ở trên xe đó. Go! Một background tuyệt vời đã xuất hiện và kế bên cạnh mình đây thì các bạn đã thấy được là hai nhân vật chính trong bộ ba chiếc xe mà Đạt đang sở hữu xuất hiện rồi đây. Hai chiếc Exciter 150 được dọn phong cách rất là Mã Lai. Và các bạn thấy được đặc trưng của Mã Lai thì mình đã từng giới thiệu trên hai con Exciter trước đó là gom, gấp sau, nối dài và mang trong mình là những cái chi tiết đồ chơi để mà có thể các bạn nhìn vào sẽ thấy đặc trưng của chiếc Exciter 150 thời điểm hiện tại được anh em dọn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tất cả chi tiết trên hai con Exciter này một cặp song sát. Và trước hết thì mình vẫn muốn các bạn là hãy nhấn nút like, subscribe, bên cạnh đó nhấn chuông để Phương và ekip có thêm động lực đi đến nhiều nơi nữa, mang đến cho các bạn nhiều chiếc xe đồ đẹp hơn nữa. Vừa mới thấy đó chính là một cái yên King Rắc được đặt trực tiếp từ Malaysia về. Và cái dòng yên này thì tại Malaysia họ sử dụng rất là nhiều ha. Phương sờ vào thì Phương cảm thấy là thiết kế bên ngoài nó đẹp, với những cái đường vân chỉ đỏ ở đây và một cái tem King Rắc. So với lại những cái mẫu yên được làm giá ở đây thì tem này nó sẽ không phải đặt nguyên cái yên thì mới có nha các bạn. Và thiết kế của yên này thì Phương thấy là rất là êm, mặc dù là cái lớp mút của nó được gọn gọt nhiều xuống, gọt xuống nó rất là nhiều nhưng mà vẫn đảm bảo được êm. Và đặc biệt cái yên này thì thích hợp cho anh em nào thích nằm trên xe. Nope. Phương nói vậy thì chắc là những anh em nào chúng ta hay chạy xe tốc độ thì sẽ biết được. Chi tiết thứ hai đó chính là bộ dàn áo với cái phong cách Movistar màu trắng đang được rất là nhiều anh em chạy xe tốc cho 50 lựa chọn cái phong cách này. Và riêng bản thân Phương thì cảm nhận là phong cách này thực sự rất đẹp. Và dàn đầu thì các bạn thấy được là Đạt trang bị luôn dàn đầu của 2019, bao gồm cả chó đèn trước chắn gió đây, Đạt ốc carbon, và cái đồng hồ sau cũng là của 2019. Thì cái phần đầu đèn này chúng ta có một cái dàn đầu chơi cũng có với phong cách 2019, nhưng mà cái phần đồng hồ sau thì những bạn nào chúng ta sử dụng xe đời từ 2018 trở lại đi thì chúng ta sẽ vẫn giữ đồng hồ zin. Nhưng mà ở đây thì Phương thấy Đạt đã úp luôn nguyên cái dàn đầu, bao gồm cả luôn cùng công tắc
đi cạnh bên đó thì nếu mà anh em để ý vào cái tay thắng, đây là một cái mẫu tay thắng mới và cái hiệu năng phanh của nó thì hồi nãy giờ Phương cảm nhận thử thiết kế tay của nó so với lại tổng thể của cái dàn đầu thì nó hơi ngắn hơn chút xíu, nhưng mà cái phần thân phanh cùm này á thì nó được sơn vàng rất là nổi bật, và đây là cùm Nissin mẫu mới nhất. Và giá của bộ cùm này thì như là 1 triệu 9 hay 2 triệu gì đó, Phương nhớ mang máng như vậy. Đó đã từng xuất hiện rất là nhiều trên mạng rồi, anh em có thể tham khảo được. Thì ngoài những chi tiết đó, Phương thấy là bên ngoài Đạt trang bị thêm những cái gù inox kiểu như của Salaya, và cái cùm công tắc này thì của 2019 nên có nó hút bách xin sẵn luôn ha. Để bách xin cho anh em coi thử. Và cái phần đồng hồ thì đây là đồng hồ của 2019, cho nên các bạn thấy được là cái nó hiển thị full LCD với rất nhiều những cái thông số mà Phương đã chia sẻ cho anh em rồi. Cái chi tiết nhỏ chắn gió được ốp fiber carbon là một trong những cái điểm nhấn đẹp của phần dàn đầu này, và bên cạnh đó thì những cái tem được mót lại từ chiếc da Z mà Phương đã từng mang đến cho anh em đây, đổi tên thành I15CR của Malaysia và dán lên trên dàn đầu này, cực kỳ hài hòa luôn, không có điểm gì để chê cả. Bên tay trái thì tay côn Vương thấy là Đạt đã đánh bóng lại. Qua tiết lộ một chút xíu cho các bạn, Đạt chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng đã sở hữu được một cái workshop nho nhỏ, và Phương thấy là tuổi trẻ tài cao thật sự là như vậy. Mặc dù tuổi đời rất là nhỏ nhưng mà Đạt đã làm được nhiều những thứ mà đôi khi chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để có thể làm được. Ngoài cái chi tiết là chúng ta ốp đầu thì bên cạnh đó chúng ta còn thấy được một cái tay giắt sao cũng được ốp fiber carbon và vài điểm nhấn nữa, ví dụ như là cái chắn bùn sao đây, anh em nhìn vào thì chất liệu nó cực kỳ bóng luôn. Mà cái fiber carbon này nó mắc ở một cái điểm là nó là chất liệu rất là xịn và những thứ từ carbon nó sẽ rất là nhẹ ha, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ ốp cái giải này lên trên những chi tiết này thôi chứ không phải là 100% carbon. 100% carbon giá thành nó sẽ không có rẻ đâu, rất là mắc. Ở đó là cái phần dàn ngoài. Phần dàn ngoài thì Phương muốn chia sẻ thêm một chi tiết nữa rất là giá trị đây. Trên cái nền trắng xanh của cái dàn áo này thì Đạt đã pha thêm một chút xíu những cái chi tiết màu vàng, ví dụ như là trợ lực Olin với thân xám titan và núm màu vàng. Cái trợ lực Olin này được bắt cặp sườn với hành trình ti là Phương nhìn khoảng 120mm, bắt rất là gọn gàng và không hề chiếm nhiều cái diện tích của dàn áo, hạn chế được cái việc chúng ta khoét nhựa nhiều ha. Và hành trình vẫn chạy rất là mượt mà. Olin này thì giá thị trường rơi vào khoảng 8 triệu tới 8 triệu rưỡi cho một cây line new hoặc là new Olin 120mm damper. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái phần dàn chân. Cái phong cách hiện tại thì anh em trang bị cái mâm Racemo 8 cây rất là nhiều. Và cái mẫu mâm này thì nó được sản xuất cho Exeter 135 2 đĩa. Nhưng mà qua chiếc Exeter 150 này thì chúng ta chỉ cần làm vài chi tiết nhẹ, ví dụ như là chúng ta có thể vớt cái cùi dĩa đi một chút xíu để nó có thể vừa lại cái thân mâm đây, hoặc là chúng ta sẽ tinh chỉnh vài chi tiết, ví dụ như chúng ta đi, nếu mà đi heo độ thì chúng ta sẽ tinh chỉnh bát lại. Ở đây thì cái phần dàn chân sau á, là các bạn thấy ngay một cái thương hiệu cùng tên với lại cái yên gấp kinh rắc Malai. Gấp kinh rắc này thì nó rất là nhiều màu sắc, ở đây thì mình thấy là Đạt lựa chọn cái gấp màu đen cứng xe lắm. Và cái gấp này thì một đặc điểm nữa là nó không có cái vị trí để chúng ta bắt cái gạt te che sên, mà nó chỉ có một cái cao su đệm sên ở đây. Và cao su này nó có rất nhiều màu luôn, chúng các bạn mua gấp thì các bạn có thể lựa được cái cao su này màu tùy ý thích luôn. Ở đây thì Phương thấy là Đạt ưu tiên cái việc dọn chiếc xe này nó theo cái vẻ cứng cáp. Ngoài ra thì một bộ nhôm sinh dĩa 7 ly nhôm sinh dĩa T7075 với sên này thì Phương thấy là sên 9 ly không có phốt, và cái đĩa này thì rất là bền. Kích thước thì những cái vị trí lỗ ốc của đĩa thì bắt cho Exeter cho 50 như zin luôn. Ở đây thì Phương thấy xe của Đạt tất cả 3 chiếc xe đều rất là sạch sẽ và không có chi tiết nào cũ trên xe cả. Thì ngoài cái chi tiết trợ lực Olin 120 phía sau thì Đạt trang bị thêm cái phục sau cũng từ Olin luôn và dán một cái tem xanh thị điển. Phục này thì được nhà máy Thái Lan sản xuất cho những dòng xe nhỏ, du nhập vào nước ta rất là nhiều ha. Và các bạn giờ đây đã có thể có được những cái dòng phuộc và trợ lực rất là hàng hiệu, đảm bảo được hiệu năng rất là tốt. Và cái phuộc Olin này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được cái chân phuộc là cái độ hồi lại nhanh chậm. Bên cạnh đó thì phía sau
của cái bình dầu thì chúng ta có một núm để chỉnh lại cái độ nén khí đây. Và cái núm này thì Đạt đã thay bằng một cái núm CNC màu vàng, bắp thì nhuộm vàng luôn, rất là cùng màu, cực kỳ hài hòa luôn. Vài một vài điểm nhấn màu vàng trên xe này nó khiến cho chiếc xe nó nổi bật hơn, nhưng mà nó gọn gàng, sạch sẽ. Ống xả đây, qua đây để anh em thấy được cái ống xả. Đây là bô Uma Racing, và Phương thấy là cái bô này là bô dành cho cái Exciter 150 version 1. Tại sao Phương lại nói như vậy? Bởi vì version 2 này chúng ta sẽ có cái tem ở trên bô nè, nó khác đi một chút xíu, nó cải tiến đi. Nhưng mà bô version 1 thì nó chỉ có đơn giản, nó chỉ Uma Racing rồi vài cái thiết kế thôi. Nhưng mà những cái này nó có thiết kế giống như Jin, nhưng mà nó là vẫn là một dạng bô độ, nó thoáng hơn với cái cổ thiết kế lớn hơn đây. Anh em nhìn vào phần cổ, so với cổ Jin thì cái bô này nó có cái cổ lớn hơn, và nó là vẫn một dạng bô độ, nhưng mà chúng ta có thể gắn được hoàn toàn những cái ốp Jin. Điều này sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái việc là đi ngoài đường mà lỡ có gặp vài chú màu vàng, chúng ta vẫn có thể né được. Bên cạnh đó, nếu như ở dàn chân sau á, thì sử dụng gấp kinh rắc và heo Jin, đĩa Jin thì dàn chân trước. Cái dĩa này á, thì lại khiến Phương nhớ về cái dĩa của Exciter 135, dĩa lòng vàng ngôi sao với kích thước size 220, nhưng mà cái đĩa này thì nó thiết kế giống thôi, với thân phía trong cũng là một cái thiết kế giống như hình ngôi sao, nhưng mà thiết kế của cái đĩa này thì nó to hơn, size 267 tương đương với đĩa da Z, tương đương với đĩa da Z. Và chú heo dầu phía trước được thay thế từ heo Jin, update lên heo Fando 4 piston. Và cái mẫu heo Fando 4 piston này thị trường hiện tại thì có lẽ là do anh em quá chuộng Rambo cho nên là đã quên đi một cái dòng heo cũng đến từ một hãng rất là nổi tiếng tại Đài Loan, Fando. Họ đã cũng đã sản xuất heo 2 piston nè, 4 piston, và cái hiệu năng phanh của nó là không hề thua kém Rambo nha các bạn. Và ở đây bắp thì các bạn thấy được nè, cái bắp được canh rất là kỹ càng, gọn gàng. Và heo là nó có thể, Phương nhìn ở đây thì cảm nhận được là so với dĩa thì nó ăn khoảng 80-90%. Nhưng mà quan trọng nhất là bên mặt bên đây thì chúng ta sẽ không có bị cạ mặt heo. Qua đây nè, đi lòn qua đây luôn. Đây, không có cạ mặt heo ha. Anh thấy rõ ràng là khoảng công nó thoải mái. Và heo này là heo từ Đài Loan, và Phương đã chia sẻ rồi, thân nó cũng là thân nhôm nguyên khối. Rồi, đó là tất cả chi tiết trên chiếc Movistar vàng áo trắng xanh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu người em song sinh vàng áo màu đỏ cũng Movistar. Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Vâng, Phương vừa giới thiệu cho anh em một chiếc màu Movistar màu xanh. Thì bây giờ chiếc đứng kế cạnh nó chính là một chiếc Movistar màu đỏ. Cái màu sắc này thì nó sang trọng, đỏ luxury. Và cái đỏ này thì Phương thấy là những anh em nào mà chúng ta làm ăn, muốn làm ăn nó may mắn thì cái màu đỏ này cũng rất là tuyệt vời. So với lại cái con Movistar màu xanh thì con màu đỏ này nó được chăm chút cái dàn ghi đông nhiều hơn. Anh em thấy được ngay cái trung tâm của nó không có thay đổi cái phần đèn LED, cái phần cụm đèn LED giống như là cái con Movistar màu xanh. Nó vẫn giữ sử dụng cái đầu đèn Jin, nhưng mà nó sẽ úp thêm cái đầu đèn LED vào trong. Và trung tâm của nó là một cái đồng hồ Kosuma phiên bản nhìn cho Exciter 150, và Phương đã cũng mang cái phần đồng hồ này đến anh em rất là nhiều rồi. Phương nói sơ qua thôi, thì phần đồng hồ Uma nó sẽ hiển thị được cái vòng tua ở đây là rơi vào khoảng 16.000. Cho anh em nào chúng ta gắn những cái loại EQ độ, muốn test được cái vòng tua cao của EQ thì chúng ta có thể gắn cái đồng hồ này. Và những cái hiển thị chính ở thông số giữa thì nó vẫn hiển thị rất là đầy đủ, từ báo số, km, order, chip A, chip B, thời gian, rồi cả vòng tua cũng được báo phía trên LED đây. Đồng hồ này thì giá hiện tại anh em rơi vào khoảng 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cái phần chó đèn trước á, thì từ cái chó đèn Jin Đạt úp nó lên thành chó đèn Z-Bass 2 tầng. Và cái phiên bản ở đây thì Đạt sử dụng là phiên bản Z Black, rất là ngầu ha. Cái phiên bản màu này thì nó còn có cái màu xanh, Phương còn nhớ có màu xanh, có màu Silverline nữa. Cho những anh em nào chúng ta muốn cái chó đèn nó phù hợp với màu sắc xe thì chúng ta cũng có thể lựa chọn đó. Nhưng mà về cái tay thắng tay côn thì Đạt nó cái chiếc Movistar màu đỏ này nó trang bị xịn sò hơn cho so với chiếc màu xanh. Thì ở tay thắng, cái mẫu Rambo RZ 19 Kosakota này Phương đã giới thiệu cho anh em rất là nhiều rồi. Và cái
phiên bản này thì nó cải tiến hơn phiên bản RCX thường, đó chính là việc nó có 3 chế độ chỉnh, 3 chế độ phanh á. Đầu tiên là Nomad, chế độ bình thường. Thứ hai là chế độ Sport và thứ ba là chế độ Rain. Để chúng ta có thể nó sẽ cho cái việc phanh thắng, cái cự ly phanh nó rút ngắn lại tùy theo cái việc chúng ta chọn chế độ chạy ha. Đó chính là một trong những cái điểm ăn tiền của mẫu xe này, của mẫu tay thắng này, và rất nhiều anh em đã dựa theo đó để mà trang bị cho chiếc xe này, và Phương cảm thấy là không có gì để chê cho cái việc tay phanh này cả. Ở phần phía tay côn, đây là một cái sản phẩm của Domino Italy, tay côn TWM. Và cái tay côn này thì nó thiết kế dài đủ để chúng ta có thể bóp côn rất là thoải mái tay. Cái thứ hai nữa là thân của nó được thiết kế từ nhôm và có thể chống gãy được khi anh em xảy ra va chạm. Đây nó có thể bật lên ha. Đó, tay côn này thì giá hiện trường hiện tại khoảng 2.8 triệu thì phải, Phương nhớ là như vậy. Và cái tay côn này còn được anh em đi tay ga sử dụng để làm cái tay phanh sau rất là nhiều. Ở cái phần cùm ga tăng tốc, các bạn thấy được đây là cùm ga Domino, 2 dây ga trên với thân Domino màu vàng. Cái cùm này gây cho Phương rất là ấn tượng bởi vì nó thiết kế to. Anh em nhìn vào là biết ngay lên đây một cái cùm tăng liền, không có lẫn đi đâu được hết. Đã thân vàng rồi cùm 2 dây ga trên nữa. Cùm này Phương hay gọi vui là cùm công tắc, cùm tăng tốc Domino cơ bắp, nhìn rất là to ha. Bên cạnh đó thì vài chi tiết ở cái phần gù và bao tay thì chi tiết đồ chơi. Gù là gù phay logo carbon của Rambo. Và cũng giống như cái người anh em Movistar màu xanh, con này cũng không thể bỏ qua được cái chi tiết. Đây, trợ lực Olin cũng 120mm, cũng tương tự như chiếc màu xanh ha. Và cái trợ lực này thì thiết kế hơn, Phương nghĩ là cả hai cái con xe này đều gắn một cái kiểu trợ lực như nhau hết, cho nên là nó được thiết kế bass gần như là tương đương nhau, không chiếm quá nhiều diện tích. Và Phương sẽ ngồi thử lên coi, nãy quên ngồi thử cho anh em coi là lỡ lúc mình chạy xe thì cái trợ lực này nó xoay nó có bị dướng vô chân hay không. Đó, mình thấy là trợ lực xoay hết, hơi cạ nhẹ vào chân nhưng mà không sao, vẫn điều khiển được chân rất thoải mái. Phía sau đây, anh em nhìn vào cái hai cái ốp động cơ này thì anh em sẽ thấy được là so với chiếc Movistar màu xanh thì cái hai cái phần nắp lốc nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà con này thì ốp đúp lên cái nắp lốc FZ. Và cái bộ nắp lốc này thì nó sẽ gom vào 6 món, giá thị trường rơi vào khoảng 2 triệu đồng, bao gồm mang cá, bên nắp bô lăng mâm lửa nè, bên nắp nồi mang cá, những cái ốc để chỉnh cam đồ đó, tăng sinh cam đồ. Rồi, ok, thì đó là chi tiết ở cái phần dàn góc máy. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cái phần dàn chân sau. So với lại con kia thì con này sử dụng cái gấp kinh rắc luôn, nhưng mà cái gấp kinh rắc này thì nó màu xám titan. Xám titan này thì nó ở trong tối á, nó cũng tương đương với màu đen kia, nhưng mà nó sẽ khác được chút xíu. Cái gấp này rất là nhẹ nha các bạn. Và ở bên Malaysia thì họ dùng cái gấp này để mà gắn trên xe, và họ chạy những con xe là máy của họ, họ chạy và họ nằm trên cái xe rất là gọn. Cái gấp này không hiểu tại sao là nó từ nhôm, nó nhẹ hơn so với gấp zin rất là nhiều, nhưng mà độ đầm của nó rất là tuyệt vời. Và Phương đã từng review cho anh em rất nhiều cái gấp này trên những con ẹt rồi, và anh em đều phản hồi rất là tốt về cái gấp này. Từ nhôm, chạy ngon, đẹp, không có gì để bàn cãi cả. Nhôm sinh dĩa thì vẫn là nhôm sinh dĩa T7075 và cộng sên DD đây, 9 ly. Đi cùng với đó là cây phục Olin luôn. Hai anh em song sinh này đồ chơi tương đương nhau, giá trị đồ thì cũng tương đương nhau, chỉ khác nhau chút xíu về cặp tay là nó chiếc màu đỏ thì nó giá trị hơn chút xíu thôi, nhưng mà mỗi người một vẻ không thể nói được. Phương thì lại vẫn là thích cái màu xanh, nhưng mà đa phần anh em hiện tại thì lại do là quá nhiều cái màu xanh cho nên anh em đã thay đổi chút xíu, chuyển thành nó màu đỏ cũng đẹp quá trời. Đây, so với lại cái bô Puma Racing version 1 thì cái con Movistar màu đỏ này nó sử dụng cái bô Puma Racing version 2. Đây,
ha. Các bạn thấy được Bouma Racing 2 sẽ có loại tem khác nè, nó nhiều màu sắc hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thử cái âm thanh của cái Bouma Racing version 2 trước đi, rồi Phương sẽ dẫn các bạn qua đó nghe cái version 1 để các bạn nếu mà muốn gắn trên xe thì vẫn có thể lựa chọn được để gắn xe mình. Các bạn gọi hàng là thấy là cái họng bô của nó rất là lớn, cũng lớn so với Zin rất là nhiều, nhưng mà cái âm thanh của nó khi mà để đăng ti nó cũng không có lớn quá. Bây giờ nè, thử coi sao. Tiếng thì nó rất là chắc ha. Ok, hợp lại quá. Và mâm sau vẫn là mâm Racing Bo 8 cây đây. Hai con xe này tương đương nhau. Cái mâm này thì bản trước hình như là 1.6, 1.85. Và cái bản mâm này thì nó có một cái bản mâm lớn hơn nữa, hình như là 1.85, 2.5 hay 2.15 gì đó, Phương quên rồi. Anh em có thể chia sẻ cùng với Phương nếu mà anh em có tìm hiểu về dòng mâm này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe thử. À, thôi, để dắt hết anh em qua cái chi tiết dàn chân trước luôn đi. Thì cái dàn chân trước so với lại con màu xanh có heo trước, nhưng mà con này thì lại sử dụng heo zin. Thì Đạt chia sẻ là chủ xe này dọn tới đây hết tiền mua heo rồi cho nên là giữ heo zin, nhưng mà không sao cả, heo zin vẫn đáp ứng được cái yêu cầu phanh của chủ xe là được rồi. Và đĩa thì giống nhau ha, đĩa kích thước 267 bằng tương đương với da Z. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe cái âm thanh của Bouma Racing version 1. Cái con kia thì không có trang bị cái engine rack, con này thì lại có. Rồi, nghe thử nè. Phương có tìm hiểu về Bouma này thì cái version 2 nó sẽ cải tiến hơn cái version 1 này một ở chút xíu ở cái phần nỉ, cái phần vách ở trong. Nhưng mà Phương không có nhiều cái cơ hội để mà bổ cái bô này ra để giới thiệu đến anh em. Nhưng hy vọng là anh em nếu mà muốn tìm hiểu sâu về cái bô này thì anh em có thể tìm hiểu trên Google. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nạt thử. Nó cũng êm giống như găng ti, nó cũng êm y chang như cây kia vậy. Nhưng mà cây này thì Phương cảm giác là nó tiến ra cho ấm hơn, ấm hơn cây version 2. Vậy là Phương vừa mới giới thiệu cho anh em cặp song sát trong bộ 3 chiếc xe mà Đạt đang sở hữu. Hy vọng là với tất cả chi tiết đồ chơi Phương chia sẻ, anh em nếu chúng ta muốn đóng góp cho Đạt để hoàn thiện hai con xe này hơn thì anh em hãy comment thật lịch sự bên dưới. Hẹn anh em vào video clip sau, người đàn em thứ 3 sẽ xuất hiện. Các bạn chờ xem nhé. Perfect.